sông Pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành. Chào thiền sinh buổi sáng. Hồi nãy giờ quý vị thấy trong nội tâm là sao? Thấy tụng kinh xong rồi thấy quý vị thấy ngồi thiền tụng kinh thấy thư giãn không? Có không? Thấy cái nội tâm mình đã lắng xuống không? Có. Chắc bà tụng. Hôm nay cô trở về sau một cái chuyến đi đâu quý vị biết không? Đến đây sư cô Bộ Trí có nói không? Với sư cô có nói là cô đi đâu không? Dạ, đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt. Cô nói sơ sơ một tí để cho ở đây mình biết được là sau nhiều ngày mà cô cũng như thầy thông hội cũng như là tất cả thiền sinh Mexico ở đây là thường lúc trước là hay đi Đà Lạt mở khóa tu hàng tuần, hàng tháng, mỗi tháng một lần. Là bởi vì trên đó họ cũng có những cái vấn đề nội tâm, muốn hiểu về sâu về nội tâm để làm sao sống vui. Vui với bản thân, cũng vui với những người xung quanh hoặc vui trong cuộc sống. Thì hướng dẫn như vậy là cũng được 2 năm rồi. Tháng nào cũng đi hết. Đi một lần như vậy là 2-3 ngày mới trở về. Và đi hết cái vùng Dallas, ví dụ Garland, Arlington hoặc là Colorville, hoặc là đi toàn bộ các nơi. Mỗi nơi mình còn có một cái nhóm tu học mời mình về đó để hướng dẫn. Thì sau một thời gian như vậy thì mọi người thấy có rất là nhiều lợi ích cho, nhất là cha mẹ con cái hoặc là vợ chồng, hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống đó, họ có thể hóa giải được rất là nhiều. Nhưng mà quý vị mới thấy rằng là nếu mà một tháng một lần thì giúp được rất là ít người, hoặc là rất biết được không có liên tục. Cho nên gần đây là họ tha thiết mong cô cũng như thầy là mình mở một cái trung tâm mà cho mọi người về hàng tuần giống như quý vị ở đây nè, rồi cho mấy em về được tu học giống như ở đây nè, tại là họ rất là tha thiết. Cho nên là chính vì cái tha thiết đó mà thiền viện Suối Từ ra đời. Hiện giờ là ở vùng Lancaster ở bên Dallas đó. Thì hiện giờ là cái trung tâm đó bắt đầu có mặt ở bên đó với sự tha thiết mong được có một trung tâm bên đó. Thì trung tâm bên đó ra đời. Thì hiện giờ là trong cái tinh thần là khi mình về đó thì miếng đất là 6 mẫu, mà cái nhà thì cũng rộng nhưng mà nó có một chút cần phải sửa chữa. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn trong cái tinh thần là tu sửa. Tất cả thiền sinh ở bên đó đều về hết để mà mỗi người một tay tu sửa cái thiền viện. Và sau khi xong đó, thì bắt đầu mở khóa tu cho mọi người về tu học. Mà thiền viện bên đó là đặt tên là Suối Từ, thiền viện Suối Từ. Thì sẵn đây thì cô cũng muốn chia sẻ cho quý vị cái ý nghĩa của hai chữ Suối Từ, cho quý vị biết được rằng là tại sao mình đặt là Suối Từ. Khi mà nói tới Suối Từ là nói tới cái nguồn suối từ bi. Suối là nguồn suối, từ là từ bi. Cái nguồn
nguồn xuống từ bi vốn là ở trong trong bộ chúng ta. Nhưng mà nó không tuôn chảy được là tại vì sao quý vị? Sao nó không tuôn chảy được? Nó bị nghẹt, phải không? Cái gì làm cho nguồn xuống từ bi đó nó nghẹt? Thấy chưa? Những cái thành kiến, những cái vướng mắc, những cái ôm chấp, những cái phân biệt, chính cái đó nó chọn lại, nó làm cho cái nguồn suối từ bi không tuôn chảy, phải không? Tại vì quý vị biết rằng là nguồn suối từ bi vốn có sẵn trong mỗi người. Quý vị thấy không? Đức Phật nói mà, là cái nguồn tuệ giác cũng vốn sẵn trong mỗi người, mà cái nguồn suối từ bi cũng vốn sẵn trong mỗi người. Nó giống như là nguồn suối thì vốn sẵn ở trong lòng đất, phải không? Mà nó chưa có tuôn ra thôi, là bởi vì cái gì nó chặn lại hoặc chưa có khai thác đúng chỗ thôi. Thì cũng vậy, trong chúng ta cái nguồn suối từ bi cũng có sẵn nó, nhưng mà nó không tuôn được. Mà mình đi tu học là để làm gì quý vị? Mục đích của mình đi nghe pháp, đi tu học là để làm gì? Để khai cái dòng suối từ bi ở trong mỗi người, phải không? Mà nếu mà có cái nguồn suối từ bi đó, nếu tự nhiên mình không thể nào dùng được, quý vị đồng ý không? Nếu mà không tu học, tự nhiên dùng được nguồn suối đó không? Không dùng được, mặc dù có mà không dùng được, phải không? Mà nếu có dùng được á, thì là suối gì? Suối gì? Suối đục. Đúng rồi, phải không? Suối thành kiến, suối giận hờn, suối trách móc, cái đó nó cũng tuôn, có thể là phải xuống từ nguồn suối nóng, phải không? Nguồn suối nóng nó tuôn ra là chết ai? Chết mình trước. Suối mà nóng tuôn ra là nó đốt mình trước, rồi xong nó đốt người khác, phải không? Nhưng mà nhớ là cái người mà bị đốt trước là mình, phải không? Mà mình chủ động tuôn cái nguồn suối đó ra, mà nguyên nhân mình chủ động tuôn cái nguồn suối đó ra là tại vì mình chưa biết tu học để mình khai thác cái nguồn suối từ bi. Đó là tại sao mình phải đi tu học chứ, đó là tại sao mình phải đi nghe pháp chứ, nếu không nghe pháp làm gì, tu học làm gì? Phải không? Là tại vì mình có cái gia tài mà mình chưa có dùng được, mà để tự nó phát triển thì nó sẽ không bao giờ phát triển. Quý vị đồng ý không? Nếu để cái nguồn suối đó mà tự nó phát, nó không bao giờ nó phát, tự nguồn suối đó nó tuôn, nó không bao giờ tuôn đâu. Mà cái vấn đề nó lạ là nếu mà mình không để cho nó, mình không có biết khai thác á, để cho cái nguồn suối nó tuôn á, thì chắc chắn mình ở ngoài đời á, ngày mỗi ngày cái suối nóng nó lớn hơn, hay suối từ đó nó lớn hơn, cái suối nóng nó sẽ lớn hơn. Tại vì vậy, đây này cô cho ví dụ, một cái gì mà mình không thích mà mình đã đóng cái lòng mình lại rồi, thì ngày mỗi ngày nó nặng thêm hay là nó nhẹ đi? Nó nhặt, phải không? Nó giống như từng chút, thí dụ như cái gì mà mình không ưa rồi đó, là mỗi ngày nó sao? Mình nhìn cái người đó mình không thích rồi mà mình đóng cái lòng lại rồi á, là lần tới nó mình không ưa nữa. Rồi đến khi nào nó đè nó đi cái đã, nó cứ để đó, tới một lúc nào bắt đầu suối gì tuôn? Suối nóng bắt đầu nó tuôn ra, phải không? Thường thường mà cái suối nóng nó tuôn ra không phải là tuôn liền đâu, nó phải âm ỉ ở đó một thời gian đó quý vị, nó nằm ngay đó một thời gian rồi bắt đầu nó mới tuôn ra. Thì cái tu học của mình nó sẽ hóa giải được mấy cái đó, mấy cái âm ỉ, mấy cái không vừa ý, mấy cái khó chịu, mấy cái bực bội đó, từ từ mình sẽ nhận biết được hết những cái đó. Mà mỗi lần mình nhận biết được những cái đó thì mỗi lần như vậy những cái đó nó sẽ tan, nó sẽ rã. Mà một lần nó rã như vậy thì cái nguồn suối từ bi bắt đầu nó
nó tuôn tuôn ra, thấy không? Một lần mà cái phiền não khổ đau ôm chấp á mà nó được vỡ ra, được khai thông, thì một lần đó cái nguồn xuống từ bi đó nó chảy ra. Chúng ta không cần phải tập từ bi, quý vị không cần phải tập từ bi, mà vốn chúng ta đã có từ bi rồi, nhưng mà nó chưa có cơ hội để nó tuôn ra thôi. Thành ra chỉ cần là chúng ta thấy lại những cái vướng mắc của mình, thấy lại những cái thành kiến của mình, thấy lại những cái ôm chấp của mình, thấy lại những cái phân biệt của mình, thấy lại cái phiền não của mình, thì tự nhiên cái nguồn suối từ bi nó được khai thông, và lúc đó cái tình thương của chúng ta nó có mặt. Quý vị có thấy chỗ này không? Thì đó gọi là suối từ, thiền viện suối từ ra đời trong cái tinh thần đó, trong cái tinh thần giúp cho mọi người khai thông những cái vướng mắc trong lòng, để nguồn suối từ bi trong lòng mỗi người tuôn chảy. Mà quý vị biết nguồn suối từ bi trong lòng mình là tuôn chảy á, ai xứ? Mình xứ. Nguồn suối từ bi trong lòng mình tuôn chảy á, có rồi á, có sợ hết không? Chảy hoài luôn, không bao giờ hết. Quý vị đừng có sợ hết, cho hoài mà không hết. Nhưng mà tập từ bi thì sẽ gì? Sẽ hết nha. Tập từ bi là bởi vì cái đó không phải là nguồn suối từ bi, mà cái đó là suối nhân tạo. Quý vị có đồng ý không? Thì suối nhân tạo, hỏi giờ chưa có suối từ bi, có suối nhân tạo còn đỡ hơn là nước nóng, phải không? Quý vị đồng ý không? Suối nước nóng với suối nhân tạo, quý vị chọn cái nào? Suối nhân tạo, phải không? Nhưng mà giữa suối nhân tạo với suối từ bi, nguồn suối từ bi mà vốn sẵn ở trong mình á, thì quý vị có cơ hội chọn suối nào? Suối từ bi. Thì đây là cái chỗ gì? Mình có quyền chọn được. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, phải không? Quý vị đồng ý cái giá của nó phải trả. Nếu quý vị muốn có suối từ bi thì mình phải biết cách khơi cái nguồn nó lên, phải có cái cách để khơi nguồn. Nếu mình không có cách khơi nguồn thì tất cả các suối từ bi mình có là suối từ bi nhân tạo. Mà quý vị biết nhân tạo thì không có last long. Quý vị có giờ có kinh nghiệm suối nhân tạo chưa? Ai có kinh nghiệm suối nhân tạo đâu? Suối nhân tạo là gì nè? Thôi bỏ qua cho nha, hôm nay tôi bỏ qua cho quý vị đó, nhưng mà bỏ qua sau lưng đó, để đó bỏ qua. Nhưng mà nhớ không, suối nhân tạo là bỏ qua sẽ nhớ. Thôi tôi tha cho quý vị đó nha, nhưng mà tha ba lần là nhớ đủ ba lần, mà lần thứ tư là tôi sao tôi ném lại. Quý vị có kinh nghiệm suối nhân tạo chưa? Suối tình thương nhân tạo thì nó không có last long, và nó sẽ bị, nếu mà để quá nó sẽ bị bức chế, là giống như mình làm nhưng mà mình không có thông. Quý vị sẽ để ý kiểm tra này, cái nguồn suối từ bi mà thật sự nó tuôn chảy trong lòng của mình, nó luôn thông dữ lắm, nó không có bị bế, nó không có bị ứ, nó cứ luôn thông trong cái sự hiểu, sự thương, trong cái sự thoải mái, mà trong nó không có sự ức chế. Còn cái suối mà suối tình thương nhân tạo á, thì nó cũng có, nhưng mà trong đó nó có sự không lưu thông, và trong đó có sự chờ đợi. Quý vị có thấy chữ chờ đợi không? Có kinh nghiệm không quý vị? Cái suối tình thương nhân tạo nó có sự chờ đợi, có nghĩa là tôi cho anh hay ba cho con, hay là mẹ cho con, hay là anh cho em, nhưng mà lúc nào cũng có sự chờ để người đó phải trả lại. Quý vị thấy chỗ này không? Thì quý vị dễ kiểm lắm. Nếu mà mình thấy cái tình thương của mình, hay là cái lòng tốt của mình, mà trong đó nó có cái điều kiện, cái sự chờ đợi ấy, là mình biết rằng đó là nhân tạo.
Quý vị thấy chỗ này không? Thì cái đó không có xấu, cái đó vẫn là tốt. Giữa nhân tạo xứ từ với lại đổ cái xứ nóng ra thì nhân tạo xứ từ vẫn đỡ hơn là đổ xứ nóng đó. Đốt mình nó đốt người phải không? Nhưng mà bây giờ mình có cách để khai cái dòng suối từ bên trong người mình ra. Thì tại sao mình không làm? Tại sao mình không làm thân quý vị? Đó là tại sao mà ở đây thiền viện Phổ Môn hay mở những cái buổi pháp thoại mà nói rằng là Phật Pháp đi vào trong cuộc đời. Phật Pháp đi vào trong cuộc đời để làm chi? Để làm chi quý vị? Để làm gì? Để giúp con người sống vui, sống khỏe. Để giúp cho quý vị khai cái nguồn suối từ bên trong mỗi người. Phật Pháp đi vào trong cuộc đời là đi vào trong cái đời sống hàng ngày của mình á, đời sống gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, công ăn việc làm. Làm sao mà ở trong cuộc đời mà mình biết tu tập để mà khai thông được nguồn suối từ bi trong mình, để mình sống vui với mình, sống vui với những người thân. Mà quý vị biết rằng là cái người mà khai thông được nguồn suối từ bi rồi, cái người đó họ sáng suốt hay là tối? Họ rất là sáng. Tại vì trong khi khai thông được cái nguồn suối từ bi thì cái người đó đang phát triển cái tuệ giác, phải không? Cái người mà thấy được những cái lầm mê của mình là người đó có tuệ giác không? Người thấy được cái lầm mê của mình để rồi chuyển hóa thì người đó có tuệ giác không? Có tuệ giác. Thì tuệ giác nó mở, tuệ giác nó thông được những cái lầm mê thì ngay đó suối từ xuất hiện thôi. Thành ra đi tu tập để gì? Để mà mình hiểu làm sao để ứng dụng Phật Pháp đi vào trong cuộc đời, trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là tại sao ở đây cô hay ít bao giờ mình giảng một cái bài kinh, một buổi học mà mình dùng một đoạn nào đó hay một câu nào đó, những gì chư Phật hướng dẫn đưa vào trong đời sống hàng ngày của mình, giúp cho chúng ta làm sao ứng dụng Phật Pháp trong cuộc sống thì mới khai thông được cái nội tâm của mình. Mà quý vị thấy nó rất là hay, rất là màu nhiệm. Nếu như mà mình biết á, nó chuyển rất là nhiều. Cô cho một cái ví dụ mà để quý vị thấy là Phật Pháp nó rất là màu nhiệm. Khi mà hiểu được một cái là nó khai thông được cái nội tâm và cái tình thương trong mình nó hiểu rồi. Vừa rồi là cô có những cái khóa tu bên Dallas cũng vậy. Có cái chú đó, quý vị biết là chú nói mấy mươi năm chú sống giống như sống trong địa ngục vậy. Chú không bao giờ có niềm vui, chú bị bế tắc, chú khổ đau, mà chú không biết vấn đề nằm ở đâu. Chú không hề biết nằm ở đâu. Chú cứ thấy rằng là mình cũng là người cha tốt, mình cũng là người chồng tốt, mình cũng là người công nhân tốt, mà tại sao trong cuộc sống của mình sống như một cái địa ngục, nội tâm mình nó quá bế tắc. Mà mình cũng đi chùa, mình cũng nghe pháp, mình cũng đi nghiên cứu nhiều nơi lắm, nhưng mà sao mình cũng vẫn cuộc sống mình nó quá là thế nặng nề bế tắc. Chú nói như vậy. Trước khi cô gặp cô với thầy ạ, thì sau khi mà chú có cơ hội chú đến chú gặp để chú được tu học thì chú vỡ ra được những cái lầm mê của chú đó. Chú vỡ ra được những cái thành kiến của chú, cái hiểu lầm của chú xưa nay về bản thân chú và về những cái mối tương quan trong gia đình đó. Chú nói giống như là con có cảm giác như là một cái gánh nặng ngàn cân mà nó rớt khỏi cái vai của con. Chú nói ngày xưa chú ở trong gia đình đó, vợ con chú không bao giờ gần chú được, mỗi lần thấy chú nó đi chỗ khác. Mà chú biết tại sao? Chú chỉ thấy là mình quá hay, mình quá đúng, mà mình có gì trọng đâu. Mà tại sao? Tại sao lại như vậy? Thì chú mới nói, chú mới khi mà chú tới á, ban đầu khi mà chú tới thì bắt đầu quý vị biết không? Chú là cái người mà làm trong
hồi xưa mà chú làm bên hải quân á, là chú lúc nào chú cũng làm theo kiểu là một là một, hai là hai, nói đứng là đứng, nói ngồi là ngồi, phải không? Ra luật ra lệ, coi như là làm ở trong quân đội mà, thành ra là rất là cứng, rất là nguyên tắc. Tất cả cái gì mà chú đối xử trong quân đội, sao chú về chú đối xử với vợ con chú giống như vậy luôn. Chú nói đứng là đứng, chú nói ngồi là ngồi, chú nói đi là đi, chú nói im là im. Nên chung là chú hành xử như vậy mà chú không có biết. Tại vì chú đã làm như vậy bao nhiêu năm trong đó và chú thành công rồi. Cho nên chú về chú làm như vậy đối với vợ con. Nhưng mà chú đã biết trọc chỗ nào? Theo quý vị nghĩ biết trọc chỗ nào không? Theo quý vị nói thì trọc trọc chỗ nào? Đối xử với nhau theo tình cảm chứ đâu phải theo luật lệ được. Thành ra phải đối xử tùy theo tính tình của mỗi đứa con trong gia đình nữa. Với lại cách thức đối xử chồng khác, vợ khác, con cái khác, và là tùy theo đó mà đối xử chứ đâu phải là một cách thôi. À, rồi cái gì đó? Đó đó là một ý kiến. Là tại sao? Vấn đề nằm ở đâu? Thành ra về nhà chú cứ nghĩ mình đúng, mình áp dụng như gia đình của mình. Nhưng mà cái đúng của chú chỉ là trong hải quân, không có áp dụng của gia đình được. Đúng rồi. Nhưng mà mình biết không? Mình biết không? Chú kể về này, có một cái ngày chú nói rằng mà chính cái đó là làm cho giữa chú với vợ chú xa cách bao nhiêu năm luôn, mà vợ chú có như là đau khổ luôn, mà xa cách bao nhiêu năm luôn mà không nói chuyện được. Chú nói có một ngày chú đi chú về nhà, chú thấy vợ chú rửa chén á, mà cái dao á, vợ chú cứ cái mũi dao á chú ấp á thì cứ để trên này nè, cái xong chén á, mà cái mũi dao khi mà rửa xong thì để cái mũi dao như vậy nè, thì cái mũi dao trên cái cán dao ở dưới, phải không? Thì chú mới dặn, chú mới tới, chú nói chứ đừng có để cái mũi dao trên, đụng mất công đến tay, mình phải để xuống như vậy. Thì chú ra lệnh cho vợ chú là phải quay ngược lại để như vậy. Nhưng mà ngày mai lại á, cái vợ chú rửa chén cái lại cũng để cái kiểu này. Thường quý vị để chỗ nào? Để xuống không? Nhưng mà biết cái vợ chú lại ngày mai lại mặt không có, chắc có lẽ là cái thói quen làm việc sao cũng để như vậy nè. Cái chú về chú cũng la được, chú lại đã nói rồi, để xuống như vậy nè, để như vậy là sẽ nó đụng cái tay là nó sẽ đứt tay. Xong vợ chú cũng nghe thì cũng nhớ là để lại như vậy. Nhưng mà qua ngày lần thứ ba được khác, chú về chú cũng thấy như vậy nữa. Quý vị biết chú làm gì không? Vợ chú đứng đó, chú không nói nữa. Không có con dao. Ông lấy cái bàn tay của ổng á, ổng đánh con dao nó sập xuống như này. Ông nói như này, nói không nghe hả? Nói không nghe, ông lấy cái tay xoắn xuống vậy nè, cái dao nó đâm xuyên qua cái tay của ông. Vợ tó hỏa, máu chảy ra đầy tay. Ông nói, cái cô mới hỏi lúc đó chú làm sao, sau lúc đó có vợ có chú đó luôn, tại sao chú làm vậy? Thì ở trong quân đội phải làm vậy thôi, nó mới tỉnh. Thì giờ con làm vậy, con nghĩ cho ba tỉnh. Mà quý vị biết nó có tỉnh từ đó trở đi là ám ảnh hai vợ chồng. Nhưng mà ổng biết, ổng cứ nghĩ đến nên là làm như vậy cho tỉnh. Nhưng thật ra cô vợ là xong rồi đó. Là từ đó cô vợ sau này cô kể lại là những cái thái độ đó, những cái hành động đó, nó không biết cho cổ tỉnh, mà nó tạo một cái sự ám ảnh cho con người cổ không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tại vì cổ nói rằng là thật ra cổ không có cố ý, mà nhiều khi đó là cái thói quen làm việc, cho nên nhiều khi nói một lần hai lần không có nhớ, cho nên là mà mỗi lần nói là hay ra lệnh á, thành ra cái lúc nhớ cũng là bị ám ảnh, ngay cả cái lúc mà làm theo không phải là do hiểu mà làm đâu, mà giống như bị ra lệnh mà làm vậy đó. Thành ra cũng chẳng biết tại sao ấp xuống, tại sao ấp lên, thành ra làm theo một cái hiệu là một cái mệnh lệnh thôi. Thì cổ nói từ cái lúc đó cổ mới bắt đầu xa lắm, mất nhiều thứ lắm, nhưng mà đó là những cái mà bắt
cầu xa lắm. Thì cô nói, cô mãi tại sao vậy? Cô nói, nói chuyện không có được. Mà hành động như vậy, cô không biết lúc nào mai mốt, tức là chuyện gì nữa. Bây giờ cho chúng ta như vậy, mà mai mốt đối với vợ con một chuyện gì xảy ra. Cho nên từ đó cái bắt đầu nó tạo sự ám ảnh và bắt đầu tránh xa, không có nói chuyện, mà không nói chuyện với nhau mười mấy năm. Thì quý vị biết rằng hả, nếu mà không vô đó mà hướng dẫn, nếu mà tại vì chú này chú cũng đi nghe kinh, cũng đi nghe pháp, nhưng mà chú không có biết vấn đề chú nằm ở đâu. Tại vì khi nghe thì nghe vậy thôi chứ đâu biết vấn đề nằm ở đâu. Ngay cả lúc mà cô gặp nó, cô hỏi vậy chú biết vấn đề nằm ở đâu không? Chú nói dạ không, vấn đề nằm đâu con không biết, là tại bà hát thôi. Con đâu thấy con có vấn đề gì đâu. Thì con nói bà hai lần bà không nghe, thì con làm mà con đâu làm bà đâu, con làm con mà. Thì có gì đâu mà vấn đề, thấy chưa? Nhưng mà khi cô khai thông cho chú thấy là chú đã dùng cái lối sống ở trong chỗ hải quân của chú đối xử với vợ con, cái đó là gọi là gì, dùng trọc chỗ, phải không? Hải quân là khác, họ đi vô người, những cái người đi vô hải quân hay những người làm việc, họ đã đồng ý với nhau trong một cái lối sống đó rồi, phải không? Thành ra họ đồng ý, còn bây giờ vợ chồng con cái là một cái cách ứng xử kiểu khác. Mình cũng chia sẻ, mình cũng nói chuyện, mình cũng góp ý, nhưng mà khác, không có phải giống như chủ đó. Thì khi mở ra như vậy là chú mới thấy được cái lầm của chú. Chú mới thấy cái sai, chứ chú không bao giờ thấy cái sai. Chú nói là con chưa bao giờ nghĩ là con sai. Vợ con sai, con sai, chứ con không. Con không sai, mà quý vị nghĩ nếu không sai thì làm sao? Không sửa. Chứ đâu thấy sai. Tại chú thấy chú đúng mà. Mà quý vị biết không, sau khi mà chú vỡ lẽ ra được á, nó giống như cái gánh nặng ngàn cân nó rớt xuống. Sau đó rồi chú về chú đối xử với vợ con chú khác hẳn. Khác lắm. Chú có sự cảm thông, có sự lắng nghe, có sự tôn trọng. Không có phải là còn ra lệnh hoặc bắt buộc nữa, mà bắt đầu có cái sự lắng nghe, có cái sự cảm thông. Rồi bây giờ vợ con mà ức chế bao nhiêu năm, bây giờ nó phản ứng ngược lại đó, chú có cái sự gì? Sự cảm thông. Tại vì cái đó là cái ức chế bao nhiêu năm nó phản ứng ngược lại, bây giờ giống như phải cho nó sao? Nó xả ra, nó phải cho họ xả. Chứ nếu mà không mình không cho họ xả ra là tại vì họ nén nhiều năm rồi, thì mình phải biết cái lòng của mình là mình chính mình làm cho họ trở thành như vậy. Thì bây giờ khi mình thông ra thì mình phải có cơ hội cho họ xả. Nhưng mà trong cái xả đó mình hiểu được, từ từ mình tới nói chuyện lại. Thế không? Thì chú cũng vậy. Chú bắt đầu vợ chú bắt đầu á, có cơ hội xả ra, nói những cái gì mà vợ chú ấm ức xưa nay á, thì tâm sự ra. Hoặc là đôi khi có những cái lời lẽ hơi nặng nề với chú, nhưng mà trong đó chú có sự cảm thông, là tại vì trong cái vấn đề xảy ra như vậy là có liên quan tới mình. Thành ra tự nhiên chú có sự cảm thông. Và mỗi lần mà vợ xả ra như vậy á, thì từ từ chú không có giận lại, không có tức lại, mà không có dội ngược lại, mà cho vợ xả ra, rồi xong rồi từ từ tới nói chuyện lại. Thì bây giờ vợ chồng con cái rất là vui vẻ. Thì quý vị thấy không, khi mà mình hiểu ra được, mình chuyển hóa, mình giúp cho cả gia đình thay đổi. Vậy thì cái Phật pháp đi vào trong cuộc đời là như vậy đó quý vị. Đi vào trong cuộc đời phải làm sao đem được cái Phật pháp đó ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là mình học một đường rồi mình một nẻo, không phải vậy. Mình phải học làm sao mà để, ví dụ nói tới suối từ là nói làm sao, hoặc là nói tới phổ môn là nói tới cái gì, phải không? Khi mà mình ứng dụng được á, thì tự nhiên con người của mình nó cởi mở. Và cái người mà có cái sự cảm thông, cái người mà có suối từ trong người á, nó tu được á, quý vị biết cái người đó có cứng không? Cứng không? Không. Nhưng mà có người đó có mềm eo không? Có không? Không. Cũng không có cứng ngắc mà cũng chẳng mềm. Mềm eo.
mà cái người rất là có cái sự sáng suốt, có cái sự hiểu, sự thương, sự cảm thông. Mà bây giờ quý vị biết mọi người, cái chú đó mọi người ai cũng ngạc nhiên hết. Mà chú như vậy đó, mà ai cũng ngạc nhiên là bây giờ tại sao chú hiểu ra được mà con người chú nó khác hẳn. Mà vợ con chú là cái người đầu tiên trên nói câu đó. Bây giờ cái chuyện lại chứ, khi mà cô mới gặp vợ chú đó, vợ chú nói này, vợ chú hận suốt cuộc đời và không bao giờ muốn nói chuyện với người đó nữa. Hận, bây giờ nó là hận cả đời luôn và nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ và không tin được rằng là người đó có thể thay đổi. Quý vị biết nó vui chỗ này nè, ban đầu á chú nhận ra được cái chú về cái thời gian đầu á chú khác đi, không có giống như là cái tánh của chú thường xuyên. Nhưng mà vợ con chú đâu có tin, nói chứ ông giả đò đó, ông giả đò về cũng làm như vậy đó chứ thiệt sự đó hả, đâu mà lẹ vậy, phải không? Không tin. Mà chú nói nếu mà ngày xưa mà mình giả, chú giả và chú nhân tạo ra mà nó nói câu đó là gì, là ăn thua đủ rồi đó. Tôi ráng lắm đó, tôi cảm thông cho cô hay là tôi cảm thông cho em, mà em còn nói tôi giả nữa là lúc sắm tay áo lên đó, nghe không? Là lúc đó lòi ra gì, giả thiệt hay không? Lúc sắm tay áo lên là gì, giả hay thiệt? Là biết giả, giả rồi, phải không? Nhưng mà không, chú hiểu được, chú biết được rằng là cái đó là cái phản ứng của cái người bị ức chế lâu năm. Mình phải cảm thông nếu thật sự mình đã hiểu được điều đó, chứ mình không có expect người đó phải hiểu mình rồi phải chấp nhận mình hoặc là phải đồng ý với mình từ đầu tới đuôi, không có. Tại vì mình tạo tội mấy chục năm rồi và người ta sống trong với mình ta ức chế mấy chục năm rồi, bây giờ mình thay đổi đâu có nghĩa bắt người ta tin mình được liền. Phải cho ta thời gian, phải không? Cho ta thời gian coi thử rằng là cái đó thật sự là nó nguồn suối từ bên trong người mình tuôn chảy hay không, thật sự mình nhận ra vấn đề để mình chuyển hóa hay không, hay là chỉ là một cái nhân tạo kế tiếp, phải không? Quý vị đồng ý không? Nếu gặp quý vị tin liền không? Dạ. Đúng rồi, làm sao tin liền? Nhưng mà mình muốn người ta thì sao? Mình muốn người ta sao? Tin liền phải không? Mình mà thay đổi là người ta phải thay đổi theo, phải tin liền, không được. Mình cứ làm, mình nhận ra, mình chuyển hóa, mình cứ làm, mình cứ sống đi cho ta thấy. Rồi người ta không phải người ta không thấy đâu. Tại vì người ta thấy, người ta có mắt để thấy, người ta có ngay tai để nghe, người ta biết. Nhưng mà chưa đủ để cho người ta tin. Tại vì ta bị ám ảnh quá nhiều rồi, sao tin nổi, phải không? Thành ra chuyện mình cứ làm thì tự nhiên người ta để ý, người ta thấy, người ta cảm được thì tự động người ta tin. Mà nó có cái hay, khi người ta tin được cái sự thay đổi của mình thì cũng ngay lúc đó người ta cũng sẽ thay đổi. Nó hay lắm, nó hay lắm, là một người trong gia đình mà chuyển hóa sẽ cảm được những người xung quanh. Tại vì ta thấy lạ quá thì tự nhiên trong suốt thời gian mà ta nhìn thấy cái sự thay đổi của mình, cái lạ của mình, thì trong người ta cũng đã có một câu hỏi rồi. It's work, đúng rồi, anh này là nó work, thấy chưa? Thì tự nhiên mà nó work thì trời ơi, người đó hồi xưa tệ cỡ đó mà bây giờ tự nhiên sống thoải mái vậy thì mình mắc gì mà mình không thay đổi, thấy chưa? Thì lúc này là gọi là gì, mình không cần nói, chính cái hành động của mình, chính cái việc làm của mình, chính cái lối sống của mình cứu được mình mà còn cứu được cả người thân của mình nữa. Mà có bị cái làm sao ứng dụng được cái Phật pháp trong đời sống hàng ngày mới hay, chứ không phải bỏ đời sống hàng ngày của mình đi tìm Phật pháp. Phải làm sao ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày của mình mà không có khó, quý vị. Thật ra không có khó, nhiều khi cô nghĩ cũng, cô thấy cũng có vui. Mình nó có nhiều trong cuộc sống hàng ngày của mình.
gian, cô không bao giờ thấy rằng là mình có thời gian, mình lại nghĩ tới là mình bỏ một phần thời gian nào đó để lo cho cái đời sống nội tâm của mình. Ít bao giờ mình để ý cái chuyện đó lắm, thưa quý vị. Thường thường mà mình có cái thời gian mình lo cái gì hết, chứ mình không có tích ra một chút thời gian nào đó để mà mình đi khơi cái nguồn suối từ bi trong người của mình đã chạy, phải không? Thường thì mình không đâu. Mình có thời giờ là mình cứ đi lắp suối, quý vị có thấy không? Có đúng không? Có thời gian là đi lắp suối, bỏ hết ngày đêm đi lắp suối. Thật ra khi mà mình quên khơi nguồn, có nghĩa là mình lắp nguồn. Quý vị đồng ý chỗ này không? Quý vị tin được không? Tin được không? Quên khơi nguồn có nghĩa là mình đang lắp nguồn. Là bởi vì sao? Mình không khơi nguồn thì mỗi ngày thành kiến định kiến ôm chấp phiền não khổ đau của mình nó càng, nó càng gì? Nó càng dày. Mà nó càng dày thì cái nguồn suối từ bi của mình nó càng xa với mình, nó sẽ không dùng được. Mà thường thường thì mình không bao giờ bỏ thời giờ ra để khơi. Mà chỉ có khi nào mới chịu khơi. Khi nào? Khi đúng như thế. Thấy chưa? Đó. Tới đó thì thôi trễ rồi. Mình đợi tới khi gì? Gia đình tan nát, cha mẹ con cái công ăn việc làm nó đổ nát hết rồi, thì lúc đó mới đi khơi, phải không? Mà quý vị biết mà để khi nó nát rồi mà khơi á, còn sức để khơi không? Còn quý vị? Còn sức không? Hết sức để khơi rồi. Mà nó đổ nát hết trơn rồi, nhìn nó còn hứng thú để khơi không? Còn không? Nó đổ nát hết trơn, nhìn cái đám đổ nát rồi mà còn khơi nổi không? Khó lắm. Dĩ nhiên lúc đó mình cũng sẽ muốn khơi, mà khơi không nổi là bởi vì trong này nó đầy những cái hận thù, đầy những cái buồn chán, đầy những cái mệt mỏi. Thì quý vị nghĩ lúc đó mình muốn khơi, sức mình muốn, pháp mình muốn khơi, nhưng mình nhìn lại thấy sao? Quá lớn, phải không quý vị? Khơi nổi không? Nổi không? Quý vị nghĩ sao? Mình đa số thường thường cô ở đây cô thấy người mà muốn đi khơi toàn là gì? Hết hơi, hết sức rồi. Toàn là vậy không à? Có như là hết rồi. Đấy không? Tới đây kiếm cô giống như hầm phao vậy. Thấy chưa? Mà như vậy nó sẽ cực cho cả hai. Quý vị tới mà sẽ cực cho cả hai. Bởi vì người chỉ cũng phải tốn rất là nhiều công sức. Ví dụ bỏ thì không bao giờ bỏ quý vị, nhưng mà người chỉ cũng tốn rất là nhiều công sức. Mà người mà chịu rất là biết khơi á thì cũng rất là nhiều công sức, không có đơn giản. Nếu mà chúng ta đợi cái ngày đó chúng ta khơi, không có đơn giản. Mà quý vị sẽ biết rằng là cuộc sống cũng đâu có cho chúng ta thời giờ để chúng ta lúc đó cũng không có thời giờ để mà khơi nữa. Là vì sao? Quý vị biết khi mà cái tinh thần của mình nó rối, gia đình mình nó nát, nhiều chuyện nó đổ vỡ rồi, quý vị nghĩ lúc đó là sao? Cái tâm thần của mình nó sao? Không có minh mẫn. Sức của mình có không? Không. Mà muốn khơi cái nguồn suối từ bi trong lòng của mình á, mình mới có nguồn cảm hứng, mình mới có ý chí, mình mới có niềm vui đó mới khơi. Khơi cái đó nó mới có cái kết quả. Còn giờ nhìn vô cái thấy nó cũng một đống ở trong đó. Rồi người mình mà gia đình mà tan nát thì quý vị nghĩ cái sức của mình còn không? Hết rồi. Rồi cái đầu của mình mà lúc này nó suy diễn đúng không? Lung tung nó nghĩ tùm lum đầy cái hận thù trách móc chán đời. Còn sức đâu mà khơi, phải không? Thành ra đó là tại sao mà hôm nay cô cũng tâm sự với quý vị, để mong rằng tất cả chúng ta phải biết tận dụng lúc nào là cái thời gian tốt nhất để khơi cái nguồn suối từ bi trong người của mình.
đừng có đợi. Tại vì quý vị biết á, mình khơi bây giờ thì mình hưởng bây giờ, phải không? Mà mình phải cho nó một phần trong đời sống của mình. Nó là một phần trong đời sống của mình á. Thí dụ bây giờ quý vị thấy rằng đời sống là gì? Cơm ăn, áo mặc, gia đình, nhà, cửa, có cuộc sống. Đó là một phần, mình phải bỏ một phần kia vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì sao? Chính nó cứu cả cuộc đời của mình. Chính nó là cứu cả cuộc đời của mình. Nhưng mất nó là mình mất tất cả. Thành ra quý vị phải bỏ nó một phần trong đời sống của mình. Có thể chia cái giờ ra cho nó một phần. Nhưng mà thường mình hay quên cái đó. Tại sao quý vị? Mình không quan trọng cái đó, phải không? Mình không quan trọng cái đó. Thì đó là tại sao mà gần đây cô hay đi đây đi đó hướng dẫn cho mọi người, là cô muốn cho mọi người ý thức được rằng là Phật Pháp làm sao ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Đừng có để Phật Pháp là một nơi, đời sống hàng ngày của mình là một nơi, không được. Phải làm sao ứng dụng Phật Pháp đi vào trong đời sống hàng ngày. Làm sao giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, công ăn việc làm sao mình biết cách ứng dụng, mà để làm sao có cái sự cảm thông, có cái sự cởi mở, có cái sự sáng suốt. Thì quý vị cứ nghĩ rằng nếu mà mình biết ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày của mình thì cái ngày mà đổ nát nó có không? Không có, phải chưa? Và từng ngày cuộc sống mình rất là vui. Mà cuộc sống của mình vui như vậy thì những cái công việc của mình nó cũng gì? Nó cũng kết quả. Mà cái sự, cái mối tương giao giữa vợ chồng, con cái nó cũng không bị đổ. Quý vị thấy chưa? Thì cái đó nó quan trọng. Quý vị có thấy quan trọng không? Mà nếu quan trọng thì tại sao mình hay không để ý tới cho quý vị? Do cái gì vậy? Vì sao? Để cái gì làm cho quý vị không để ý tới nó? Thấy cái gì quý vị cũng để ý hết á. Ai có cái gì là mình cũng muốn hết, thấy không? Bây giờ cô thấy là hiện thời này điện tử ra iPhone, iPad rồi. Nói chung là ai có cái gì là mình cũng muốn, cũng có hết mà cũng có luôn á. Nhưng mà còn ví dụ khơi cái nguồn suối từ bi sao không khơi? Tại sao vậy quý vị? Chạy theo vật chất nhiều, nhưng mà cái nguồn suối từ bi của mình nó còn hơn cả. Nếu mà mình khơi được, mình dùng nó còn hơn cả vật chất mình đang có nữa, phải không? Thì tại sao mình không khơi? Người ta chưa nghĩ đấy, chưa hiểu, người ta chưa có hiểu, người ta chưa có biết. Vậy thì làm sao để biết? Vậy thì theo quý vị nghĩ làm sao để biết? Mà quý vị có biết là khi mà có nguồn suối từ bi trong người của mình á, thì mình cuộc sống mình rất là vui không? Chưa hiểu người ta nếm một giây phút nào, ta nếm được cái nguồn suối từ bi như thế nào, hay là cảm nhận như thế nào thì đó là cái giá trị đó. Còn bây giờ ta giá trị cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, vật chất, tiền tài, danh lợi, rồi những cái sắc đẹp, những cái gì đó người ta thích hơn. Còn bây giờ cái vấn đề mà cái nguồn suối họ không có hiểu rằng á, khi mà khơi được nguồn xuống đó là nó còn giá trị gấp bội phần, ta chưa biết, thật sự là chưa biết, chưa biết qua. Khi mà ta đã nếm được rồi thì ta sẽ biết nó như thế nào. Vậy thì làm sao cho người ta nếm? Thì không phải là mình phải tu học và hành trì thôi. Theo quý vị thì sao? Người sao cho nếm? Nhưng mà tới đó thì mà đó người ta mới đi tìm cậu. Còn bình thường
con thấy nhiều người giống như là đi nhà thờ, cầu nguyện Chúa, đi chùa, đọc kinh, ăn chay niệm Phật mỗi một tháng hai lần. Nhưng mà đụng chuyện thông thường mỗi ngày, họ cái bản chất con người họ, họ không có thánh tịnh như họ là. Cho nên là ai cũng nghĩ mình đẹp hết, ai cũng nghĩ mình tốt. Tới khi nhà mình cháy rồi, xong mình thấy mình xấu rồi. Nhưng mà lúc đó mấy chị đi học đi đến. Nhưng mà quý vị biết á, sẵn đây cô cũng nói cho quý vị biết rằng là để khi nhà cháy mới đi nếm, thì cái này là cái cô cũng tâm sự tiếp. 1 triệu người, mình tính nha, 1 triệu người, thì để một cái người ý thức được cái nhà cháy, 1 triệu người bị cháy nhà nha, mà để ý thức được rằng là cần phải đi nếm á, thì 1 triệu người chỉ có 1-2 người nữa, còn bao nhiêu là tan nát hết luôn. Có nghĩa là còn bao nhiêu là gì? Là cho tàn luôn. Quý vị có tin được điều đó? Thành ra hồi nãy cô muốn nói rằng là đợi tới nhà cháy mới đến. Đó là mình đang nói cái người đã chịu tới ngồi đây nha. Chứ còn thật ra là cho tàn hết. Đây là mình nói thiệt. Tại sao cho tàn? Nó có lý do. Mình không có cái phước. Cái người không có cái phước là cho tàn. Là trong nhiều đời nhiều kiếp người đó không có cái duyên với Phật Pháp. Không từng được đi nghe Pháp, không từng được đi tu học, không từng được kết duyên với Tam Bảo. Thành ra tới cái giờ đó, không bao giờ mà có cơ hội để gặp Phật Pháp đâu. Không bao giờ, không có đủ lực, hoặc là không bao giờ được tới gặp đâu. Lúc đó tự nhiên mình sẽ gặp những cái người mà họ, nó gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường đó. Họ đưa đường cho mình đi. Lúc đó là toàn là cái nhân duyên đó đó. Nó tới gần mình và nó nói những cái lời đó. Chết bao giờ mà tới giờ đó tự nhiên mình có một cái người nói mình là đi tới đi tu học đi. Hoặc là có người nói mình là chị phải hiểu lại mình, nhìn lại mình, không có ai nói câu đó đâu. Và người ta đưa cho mình vào những cái chốn khổ đau. Thì quý vị nghĩ rằng là quý vị sẽ là một cái người trong số 1 triệu người đó để được biết nhà cháy mới nếm, có cơ hội nếm được nguồn sống từ đi không? Không, không chắc. Thấy chưa? Vậy thì bây giờ sao? Bây giờ mình cũng biết là mình là một trong những số người đó hay không? Mà ngay cả mình được một trong những số người đó thì cũng chưa chắc là nếm được, bởi vì sao? Quá đuối rồi, quá mệt mỏi rồi. Không có, có nhiều người có thấy tới đây rồi mà cũng gì? Cũng nếm không nổi nữa là bãi. Vì sao? Có nhiều người tới đây rồi còn nói không có thời giờ, bây giờ là gì? Không có ai nuôi con, không có công ăn việc làm, đủ cái chuyện rồi, giờ nhà tiền không có trả, phải lao đi làm mấy chuyện đó giờ đó mà tới đây mà hơi muộn. Thấy chưa? Thành ra quý vị biết nó rất là nhiều vấn đề. Rồi nếu mà mình không có một cái phước, thật ra quý vị biết trong kinh Đức Phật nói á, làm người là khó được gặp Phật Pháp, để hiểu được Phật Pháp mà tu nha là còn khó hơn, không có phải dễ đâu. Còn cái chuyện mà mình đi nghe Phật Pháp thì đúng, bây giờ thì Phật Pháp nhiều lắm, mình được nghe nhiều lắm, nhưng mà nghe Phật Pháp để hiểu được Phật Pháp mà để ứng dụng vào đời sống hàng ngày, để cuối cùng mình khơi được cái nguồn xuống từ bi trong người của mình đó, lại càng khó nữa. Có vị thấy không? Vậy mình là ai? Mình nghĩ là mình là ai để mình được trong cái danh sách đó? Mình được không? Nếu hàng ngày mình chỉ biết lao vào trong cuộc đời mình lo làm, ăn kiếm sống hơn thua, chưa một ngày nào biết tới Phật Pháp, chưa một ngày nào biết kết duyên với Tam Bảo, chưa một ngày nào biết hướng về Phật để biết Phật là gì, thì khi mình gặp tai nạn, chưa chắc mình có cái phước để mình được hưởng đâu. Cho nên hỏi cô cả, có hỏi cô cả. Thí dụ mà mình đi nghe Phật Pháp thì cái cách nào để mà mình tiếp thu, mình học hỏi nó nhiều hơn, mình chấp nhận nó. Tại vì nhiều khi mình nghe, mình nghe nhưng mà mình không có hiểu được cái con đường nó đi vô như thế nào, hay là mình có thể dùng cách nào để Phật Pháp mà mình áp dụng vào cái đời sống của mình đó. Nghe là một chuyện mà không hiểu cái cách để mà mình làm việc. Thường thường mà mình muốn biết Phật Pháp ứng dụng
trong đời sống hàng ngày của mình như thế nào á, thì mình đi nghe Phật pháp á, là mình đi nghe trong tinh thần là mình biết là mình có khổ. Mình đi nghe Phật pháp và đi nghe kiểu đó thì nó rất là work. Ví dụ bây giờ điển hình nè, mình biết rằng là hàng ngày của mình trong đời sống hàng ngày, sao vợ với chồng nói chuyện với nhau cái nói hai ba câu là cãi, thấy không? Rồi hoặc là ai nói nặng mình câu là mình buồn, mình bực. Hoặc là đối với con cái thì mình với con cái của mình thì lại không có hiểu nhau, thì mình mới thấy là ô, như vậy là trong đời sống của mình nó có vấn đề, thấy chưa? Thì mình phải lấy cái điểm đó để mình đi đến học Phật pháp. Thì học Phật pháp là gì? Phật pháp là giúp cho mình khai thông những cái bế tắc đó. Quý vị không? Quý vị đi trong tinh thần đó thì nó work rất là nhanh. Thì dễ lắm, mình đi tới chỗ nào mà chỗ nào có thể giúp cho mình khai thông được cái chỗ đó thì mình tới. Mà chỗ nào chưa thì mình đi tìm tiếp thôi. Nhưng mà quan trọng là mình đến bằng một cái mở lòng ra. Mình mở cái tâm mình ra, mình nghe, mình hỏi, mình học. Và mình được tiếp nhận cái Phật pháp đi vào trong đời sống hàng ngày của mình tiếp nhận được như vậy thì nó work, nó không mình biết liền à. Ví dụ như mình biết được rằng là nếu mà chỉ cho mình đúng cách hoặc là mình ứng dụng đúng là tự nhiên cái sự cãi vã giữa vợ chồng nó sẽ không còn nữa, hoặc là nó chưa dứt hết nhưng mà trên đường nó sẽ giảm, hoặc là giữa cha mẹ con cái bắt đầu có sự cảm thông là mình biết rằng đó gọi là Phật pháp đi vào cuộc đời. Chứ không phải là Phật pháp đi vào cuộc đời là cách rằng là mình đi nghe pháp cho nhiều mà mình chẳng biết gì vấn đề của mình ở đâu. Nếu mình không biết mình có vấn đề ở đâu mà đi nghe pháp nhiều á thì cũng giống như gì quý vị, giống như cái người mà đọc toa thuốc nhưng khi có bệnh không biết được, thấy không? Đó, mình thuốc thì biết rất là nhiều nhưng mà không biết dùng thuốc gì để trị cái bệnh của mình, phải không? Mà bây giờ thường thời nay Phật tử mình bị cái đó nhiều lắm đó. Có nghĩa rằng thuốc là Phật pháp, thuốc Phật pháp là mỗi lần mà cô gặp Phật tử á là cô thấy nhiều người nói rất là hay. Cô biết không, con á Lăng Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa rồi cái gì con cũng biết. Còn á, cô biết không, mỗi ngày mà con nghe đó hả, kinh đó hả, là con nghe từ chồng bây giờ đếm nó chắc mấy ngàn CD, phải không? Rồi đó hả, con không có thiếu mà thầy nào cô nào giảng con cũng nghe hết á. Mà bây giờ cái con tranh thủ tới nỗi á mà lúc nào con cũng đeo vô cái lỗ tai nè, tới lên giường ngủ con cũng nghe, đi đứng nằm ngồi vậy con cũng nghe hết, không có thiếu một cái gì hết. Mà quý vị biết không, sân vẫn là sân, giận vẫn là giận, ở nhà vợ chồng con cái mở miệng ra là gây lộn, rồi họ nói gì đó. Cho nên sư cô biết không, con chán lắm, con chán vợ chồng con cái con quá, cho nên bây giờ con ra con cất một cái phòng riêng con ở, con nghe chó. Nói vậy đó, bây giờ con chán hết tất cả rồi, không ai tu hết, có mình con tu thôi. Nếu con nói người thân con là bây giờ phải nghe pháp. Ngày nào con cũng lên trên internet là con nghe từ sáng tới tối. Hay lắm, Phật pháp màu nhiệm lắm sư cô ơi, hay dễ sợ lắm. Nói vậy con ngồi con cười vậy con biết đó. Xong bây giờ thì sư cô có cuốn nào không cho con? Thôi con có cuốn nào hết. Cho con những tài tôi tẩu hỏa nhập ma. Thế không? Bây giờ cũng biết không? Bây giờ con chuẩn bị để con cất một cái nhà riêng ở ngoài đó. Là hàng ngày bây giờ con không muốn nói chuyện với người thân con nữa. Tại sao? Nói chuyện cứ gây lộn hoài. Nói chuyện cũng chẳng hiểu gì hết. Tới giờ là tại vì con biết là sao? Bây giờ con cái trình độ con nó cao quá rồi. Đúng rồi. Bây giờ cái trình độ con nó cao quá rồi. Mà những người khác nó quá thích, nói chuyện quá khó hiểu. Đúng rồi, giờ con thấy nó chặt hết trơn rồi. Cho nên con cảm thấy mình cũng vô phước. Mình vô phước sao mình ở toàn là những người trình độ quá
tranh thôi, con nghĩ rằng tại bây giờ con còn kẹt gia đình, con còn ở phía sau này thôi, chứ nếu không con không có lên núi không ở. Thì quý vị nghĩ sao? Mà cái này nhiều lắm, cái này cô kể ra không phải là cô nói ra đâu, cái đó là sự thật đó. Là đó là sự thật luôn á. Nó có lẽ bây giờ con lên núi không ở, chứ thiệt sự bây giờ con thấy nó có tương ứng. Thấy không? Mà bây giờ á, cô quay, con đọc hết rồi, cô còn cái kinh nào mà cô giới thiệu cho con? Tôi thử vô ngã. Cô còn cái kinh nào cô giới thiệu cho con? Cô nói vậy này, thật ra cô có kinh nào đó. Cô chiếm không á, tôi giờ quý vị mấy cái vụ đó dù hết đi, cô ở lại trong gia đình nó sống làm sao mà vui. Mà vui với vợ, với chồng, với con, với cái tu làm sao mà ở trong gia đình vui. Thì cái đó mới là Phật Pháp. Còn giờ cô có gì hết á, cô không có cái kinh nào mà giới thiệu hơn nữa hết á. Bây giờ cô tập hết rồi, bây giờ làm một cái list. Cô chờ con em, cô chờ con vô, con coi một cái list. Rồi cô coi tới trong Phật kinh Tạng là còn cái bộ nào mà con chưa đọc. Cô cho con. Trời ơi. Mà con, rồi con nói, bây giờ đời này con cảm thấy con quá là hạnh phúc. Con quá là có duyên. Con gặp được Phật Pháp mà con gặp. Sư cô biết không, không có thầy cô nào mà ở đây mà con không biết hết á. Con từ Việt Nam, Mỹ rồi các nơi mà con bây giờ cũng biết được tất cả những cái vị danh tăng hay là ni mà nổi tiếng các nước là con cũng biết luôn. Nhưng mà nếu sư cô đi các nước hoặc là sư cô biết nhiều á, còn ai nữa cô giới thiệu cho con? Mà nói rất là tỉnh, quý vị biết không? Nói mà nói rất là tỉnh, mà nói rất là vui, mà nói rất là tự hào. Mà quý vị biết không? Mà khi ngồi nói như vậy á, trời ơi, người thân của họ nhìn. Cái người quay nhạc kia. Ôi. Thằng này đâu tới. Trời ơi, người thân họ ngồi nhìn mà lắc đầu vậy nè. Lắc đầu nè. Không biết làm sao nữa. Mà điều cô nói có bị nghĩ là thì không, hay là cô nói không, cái đó là tại vì khi mà mới bắt đầu vô đi học Phật Pháp cứ nghĩ là phải làm giống như cô, làm giống người thầy, thầy cô làm được mình phải làm được, mà đây là thầy cô chỉ nhưng mà không hiểu cái nghĩa là thầy cô chỉ như thế nào. Đúng rồi. Thật ra cứ thầy cô đọc kinh thì nhân đọc kinh cứ thiền, nhưng mà thật sự là mình nói là mình thiền đọc kinh để làm, nhưng cô không hiểu. Mình cứ đi sai đường ngay từ lúc đầu. Đúng rồi. Lúc mà nghe cái bộ kinh sau này mình còn sai xa hơn nữa. Đúng rồi. Mà có nhiều người còn nói với cô, còn tâm sự ấy. Sư cô, hôm nay con mời sư cô uống một chung trà để con tâm sự. Nên con bảo là trà mời cô uống đàng hoàng. Sao dạo này con thấy chúng sanh đang đổ? Sao con thấy chúng sanh đang đổ á? Là khó đổ á? Sao chúng sanh khó đổ á? Sư cô hả? Nói cô vậy. Vậy năng độ là sao? Cô nói nó hiểu gì hết á. Vợ chồng có cái nhà con mà con đổ nó không được. Cô thấy sao ủ quá à? Con là một kho tàng này. Một kho tàng Phật Pháp. Mà nó có biết quý. Nói vậy, con có một kho tàng Phật Pháp mà vợ chồng có cái con nó không có biết quý. Nó cần tới đâu là con cho tới đó mà nó. Nó không biết quý, ngồi tâm sự với cô như vậy á. Mà thường thường cứ nghĩ đó. Mà quý vị biết cái người mà có càng nhiều trong đầu á, thì người đó càng nhiều. Càng cố chấp. Mà cái người đó là càng che lấp cái nguồn suối từ bi. Cái người đó không hề có từ bi. Cái người đó chỉ muốn tuôn mấy cái đó cho người ta đỡ không kịp. Quý vị có biết ngồi mà tuôn mấy cái đó ra là người ta đỡ không kịp. tại sao nhiều khi người ta đâu có cần cái đó, người ta cần cái khác, phải không? Người ta có cái sự cảm thông, người ta có sự hiểu, người ta cần có sự hiểu, sự cảm thông. Nhiều khi bây giờ trong nhà con nó khóc cần một sự giúp đỡ, hoặc là cơm về tối chưa có cơm ăn, nếu được mình tu mình biết hiểu, phụ vợ phụ chồng bước vô nấu một miếng cơm, giờ chồng giờ vợ về ăn, người ta cần là cần cái đó đấy quý vị.
đâu có phải về tới giờ đó mà thuyết pháp, thấy không? Bây giờ cơm chưa có ăn mà ngồi thuyết pháp thì làm sao mà nó cản, quý vị thấy không? Thành ra rồi ta cần gì những chuyện trong nhà gánh vác một tay, phải không? Những cái đó cản thông đi rồi hãy nói Phật pháp, cản thông cho vợ cho chồng cho con có cái đi, không? Hoặc là con nó có những cái bế tắc gì lắng nghe nó một chút, chồng có cái bế tắc gì lắng nghe chồng một chút xíu, vợ có cái bế tắc gì lắng nghe một chút xíu, rồi tâm sự lắng nghe. Cái lắng nghe nó quan trọng lắm quý vị, mình nghe mình mới gì mới hiểu, còn mình không cần nghe đâu, nghĩ ta đây là có gia tài rồi đã, tuôn ra cái thứ. Quý vị có bao giờ thấy kinh nghiệm tuôn ra cái ta nắm ta đén, tuôn ra cái ta nắm ta đén không? Có cái vụ đó nữa. Nhưng mà cái chết của cái người đó họ không hiểu, họ cứ tưởng là họ là gì quá đặc biệt thôi. Và bây giờ là gì, nhìn thấy than chúng sanh còn tháng nữa sao chúng sanh thời nãy có độ quá, sao có loại người như con hiếm quá sư cô ha. Còn nói cho mày nói vậy đó, sao bây giờ đến cái màn ngón tay, con nói bây giờ đến cái đầu ngón tay sao có loại người như con hiếm quá sư cô. Rồi con cười thôi, con nói thôi uống trà đi, uống trà để tâm sự tiếp. Cô cho ngồi tâm sự, coi cái người đó tâm sự tới đâu? Đúng rồi, cứ ngồi nghe tâm sự, cứ tâm sự cho cô đã. Rồi xong cô hỏi vậy, quý vị có vui không? Cuộc sống hàng ngày quý vị có vui không? Nói sao vui nổi chứ cô? Phải sao vui? Phải sao vui nổi? Phải nói là sao vui nổi? Không có ai nổi. Người không vui là mình để sao mình không quay về để mình coi lại mình là mình wrong chỗ nào, tại vì đúng ra là mình phải vui. Nếu thật sự mình hạnh phúc, nếu thật sự là nguồn suối từ bi trong người mình nó tuôn chảy được thì người hạnh phúc phải là mình trước, và tất cả những người xung quanh mình phải có được hạnh phúc. Mà rõ ràng những người thân không hạnh phúc, bản thân không hạnh phúc, vậy mà không chịu quay lại hỏi, thì lúc đó cô mới ngồi, cô mới từ từ cô cho nói hết xong rồi cô mới tâm sự lại, thì cái người đó bắt đầu mới hiểu ra được là mình làm chỗ nào. Rồi bây giờ là quay đầu rồi, bây giờ là quay đầu về tu tập. Mà hay lắm nha, khi mà cái người đó họ hiểu được cái lầm rồi đó, khi mà họ về họ tu tập thì tự nhiên bắt đầu họ quay nhanh lắm, họ thả hết cái đó xuống, họ thả hết tất cả những cái kiến thức mà xưa nay họ ôm quá cứng á, họ để cho nó rớt xuống, và họ để cái tâm họ nó bình thường trở lại, và bắt đầu họ quay trở trong đời sống hàng ngày giữa vợ chồng con cái có cái gì trở ngại thì tu ngay chỗ đó thì nhanh lắm. Chứ lúc trước là họ cứ đem cái đó ra không à, nói tới họ là họ không nói không có gì hết, họ đâu có gì đâu, họ đem cái đó ra không thôi. Nhưng bây giờ cái đó nó rớt xuống hết, tại vì cái đó là cái trước, và bắt đầu họ đem cái sự thật trong cuộc đời của họ ra, là rồi họ ngồi được với vợ con, là vợ nói cái gì, con nói gì hay chồng nói gì, bắt đầu họ nghe được. Họ mới nói ha, đúng rồi, cái này hồi xưa họ nói gì cũng hiểu, còn bây giờ người ta nói họ hiểu, họ hiểu được rằng là đúng, vợ mình nói cái đó mình có, hoặc là chồng mình nói cái đó mình có, hoặc con mình nói cái đó mình có, thì bắt đầu cái họ mới nói rằng là vậy thì bây giờ ngay chỗ này con phải tu làm sao. Thì lúc đó con mới nhích từng bước một, thì bây giờ cái gia đình đó rất là hạnh phúc. Cái thành sự thật đó quý vị, bây giờ cái gia đình mà nãy cô kể đến người đó, là bây giờ cái gia đình đó cởi mở lắm, thoải mái lắm. Mà bây giờ họ nói rằng wow, bây giờ con mới biết là Phật pháp, hiểu cái Phật pháp ứng dụng vào đời sống hàng ngày nó khác nhau chỗ nào. Còn hồi xưa họ cứ tưởng rằng là cứ hiểu thôi là làm được. Họ có tưởng rằng là họ cứ hiểu là họ sẽ có từ bi như Phật, họ có hiểu là họ có trí tuệ như Phật. Rồi họ còn nói rằng là bây giờ con mới hiểu là hồi xưa Đức Phật nói chúng sanh nam độ như thế nào. Bây giờ họ nói câu đó, nhưng bây giờ hết rồi, hết nói câu đó. Bây giờ con mới biết là con nam độ cần hết nào. Thì hôm nay đó là cái
buổi chia sẻ hôm nay của cô đến với đại chúng. Và cô hy vọng rằng sau cái buổi nói chuyện này, tất cả của chúng ta nhìn lại mình ha? Nhìn lại mình coi thử rằng là cuộc sống mình vui chưa, và nhìn lại mình coi thử rằng là mình thuộc cái tuyết người nào. Mình phải biết mình thuộc cái tuyết người nào để từ đó mình tu tập cho nó dễ. Và mình nhớ một điều rằng là trong chúng ta có vô số từ bi, và việc của chúng ta phải làm sao khơi được cái vô số từ bi đó. Mà muốn khơi phải đi tu học, phải biết nơi nào giúp cho mình khơi được vô số từ bi đó. Và chúng ta nhớ trong cuộc đời này, cái hạnh phúc của một con người là sống được với cái vô số từ bi đó. Cho dù mình có tiền, tình, danh lợi, có tất cả, đúng, mình không phải là mình bỏ cái đó, mình có, mình cứ sống. Nhưng mà nếu mình có được cái nguồn suối từ bi thì cái kia nó sẽ vui hơn. Nhớ, cái nguồn suối từ bi là tất cả. Có nhiều người nghĩ có tiền là có tất cả, nhưng thưa quý vị, chưa chắc có tiền là có tất cả. Có tiền vẫn bế tắc, có tiền vẫn đau khổ, có tiền vẫn ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà có nguồn suối từ bi là ăn ngon ngủ yên, cho dù thiếu tiền cũng có hạnh phúc, cho dù trong cuộc sống hàng ngày của mình thiếu chút gì đó cũng hạnh phúc. Nhưng mà quý vị nhớ rằng ở đây, người có suối từ bi rồi, người đã cuộc sống sẽ không bao giờ thiếu thốn, sẽ có đầy đủ. Con cái, vợ chồng, ngày mỗi ngày là sẽ vui. Thì cô hy vọng rằng tất cả chúng ta đừng đợi tới khi mà nhà cháy mới đi khơi nguồn suối từ bi. Bắt đầu từ hôm nay, cứ đi tu học, cứ nghe Phật Pháp, cứ nghe làm sao mà để được ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày của mình. Và lấy cái gương của cái câu chuyện cô kể hồi nãy, nếu chúng ta là những người ở trong cái tình trạng đó thì bây giờ phải giật mình, nếu không thì chúng ta chỉ sống một mình thôi. Mà sống một mình cũng không happy nha. Thành ra cô chúc cho tất cả quý vị là sớm khơi được cái nguồn suối từ bi trong chính mình để mình sống vui với bạn hơn và vui với những người xung quanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hay quá vậy. Niệm Phật.